mỗi một người dân Việt Nam được chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt, những hy sinh mất mát, đau thương hay chỉ được tìm hiểu qua sử sách, đều thấu hiểu giá trị của hòa bình và sự thống nhất toàn vẹn Tổ quốc hôm nay. Thấu hiểu những giá trị của cách mạng tháng 8 và chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Đây là những thành quả to lớn của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy mà, thời gian qua, tại các buổi ra giảng, nhất là vào lúc 17 giờ ngày hôm qua, 30 tháng 4, tại nhà thờ giáo xứ Phú Yên, bản chất phản động đội lốt linh mục của Đặng Hữu Nam càng thể hiện rõ khi buông ra những lời lẽ với nội dung sai sự thật về chiến thắng lịch sử 30 tháng 4, khiến bất kỳ ai nghe qua cũng không khỏi bức xúc, phẫn nộ. Hôm nay cũng là ngày 30 tháng 4, ngày mà đất nước của Việt Nam của chúng ta rơi vào cảnh tạng đau khổ cả miền Bắc lẫn miền Nam. Chúng ta đã thấy 90 triệu người từ ngày 30 tháng 4 đã mất tất cả, mất quyền của con người. Ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân Việt Nam không có quyền làm người. 30 tháng 4 cũng là ngày đêm tối nhất của dân tộc này. Suốt 30 năm qua, kể từ cách mạng tháng 8, cả dân tộc Việt Nam đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, để Bắc Nam sum họp một nhà. Với mỗi người dân Việt Nam, kỷ niệm cách mạng tháng 8 và đại thắng mùa xuân năm 1975 hàng năm luôn là ngày ôn lại lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng thiêng liêng. Hơn ai hết, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, các bậc lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, các gia đình thân nhân thương binh, liệt sĩ và cả những bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình đều hiểu rõ. Thử hỏi, Đặng Hữu Nam, một kẻ đã có đóng góp gì cho lịch sử dựng nước và giữ nước mà dám chà đạp lên những hy sinh mất mát của nhân dân, bôi xấu những mốc son chói lọi ấy của dân tộc? Bản chất cực đoan, phản động của y càng bộc lộ rõ khi tôn thờ lời lẽ của Nguyễn Văn Thiệu, một kẻ tôi tớ của chế độ ngụy quyền cũ và đã bị nhân dân ta đánh bại trước mặt các con chiên. Ngày 30 tháng 4, nhớ lại cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã khẳng định: đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy xem những gì Cộng sản làm. Không chỉ tuyên truyền những lời lẽ sai sự thật, hãy xem Đặng Hữu Nam đã sử dụng ai để phục vụ cho mục đích đen tối của mình ngoài những trẻ em ngây thơ. Lịch sử dân tộc sẽ phán xét hành vi của Đặng Hữu Nam. Nhưng trước mắt, quy định giáo hội công giáo cần làm rõ Đặng Hữu Nam có xứng đáng là vị chủ chăn chăm lo tinh thần cho con chiên của mình khi bản chất phản động đội lốt thầy tu của y đã lộ rõ. Formosa chỉ là cái cớ để Đặng Hữu Nam lôi kéo, kích động những con chiên cả tin thực hiện mưu đồ chống phá, gây mất ổn định và đi ngược lại với lợi ích của dân tộc. Trước những lời nói và hành vi của Đặng Hữu Nam trong thời gian qua, hôm nay, lực lượng cựu chiến binh huyện Quỳnh Lưu đã lên án và đấu tranh mạnh mẽ, quyết tâm làm thất bại hoàn toàn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và phản động như Đặng Hữu Nam, bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc, bảo vệ cuộc sống hòa bình, hạnh phúc mà mỗi người dân có quyền được hưởng.